cho tích thì khá thật ấy. Adao ZC Resort của lão là lên tạp chí nước ngoài rồi. Mà khách toàn là tỷ phú thôi. Tỷ phú à. Thằng nào cũng mà sành mũi lõi sếp ạ. Khá quá, các cụ chả biết cái quái gì. Bọn nó ở đây vừa trẻ, vừa đẹp, vừa xinh, hát lại hay, nó lại phục vụ từ A đến Z các cụ. Lạ nhỉ. Cách đây mấy tháng, cha Tích còn vay tiền tôi. Không hiểu đứng sau cái đội nào mà khách hàng toàn tỷ phú thôi. Chắc chắn là phải có một cái thế lực nào đó đứng đằng sau. Thằng cha tỷ phú Mohamed Salah thường xuyên nó đến đây. Theo tôi chắc chắn là nguồn tiền nó từ đây mà ra. Này, hôm nào mình phải ra đấy nghỉ một hôm. Xem thử nó có cái gì mà bọn tỷ phú Trung Đông nó đánh giá là 9 sao các ông ạ. Không được, không được đâu. Bữa trước ấy, lão Thang muốn đặt 2 phòng ấy. Thế mà hắn bảo đặt lịch 5 năm nữa mới có chỗ. Cái gì? 5 năm. Cái chỗ lão Tích là đặt phòng đến 5 năm rồi cơ à? Đúng rồi. Sao thế nhỉ? Này, mình là dân bản địa. Nếu mà không ra đấy trải nghiệm một lần này, thì nghĩ nó cũng hơi hèn. Em thấy bảo là vẫn còn phòng cho đấu giá ấy, sếp ạ. Còn phòng đấu giá à? Vâng ạ. Thế thì mình đấu cao lên. Thế mình phải ra đấy trải nghiệm chứ tội chó gì, đúng không? Đúng rồi. Này, cái việc này tôi giao cho ông Sự nhá. Ông phải đấu giá làm sao đấy để anh em mình được ra đấy trải nghiệm. Được không? Được. Các ông yên tâm. Tôi sẽ làm việc với cái thằng Đoành. Đúng. Cái thằng Đoành ấy nó nói là cái lão Tích là phải nghe. Nhưng riêng cái thằng Đoành ấy mà tôi có thể mua được bằng tiền. Nhưng mà này, các ông nhất trí là chúng ta đi luôn 3 ngày 3 đêm nhá. Ok. Chốt luôn. Vâng. Cắt đôi nỗi sầu, em giang tay cắt đôi nỗi sầu. Chát tom tom chát, em cắt đi một ni mối tình em mang theo bên mình bấy lâu. Chát tom tom chát, anh ơi em không nghĩ muốn đi mỗi tôi em phải thật nỉ tình. Chát tom tom chát. Anh chị ơi, anh chị ơi. Thôi, được rồi. Em biết hả anh chị hạt hay rồi. Nhưng mà thôi, không cần hạt nữa mốc. Thôi cô Đoành, cứ nói giúp với chú Đoành vợ chồng tôi. Cho vợ chồng tôi ra đảo, hầu các tỷ phú, kiếm bê đồng nuôi cháu. Cô cứ nói với lại chú Đoành, nói khéo với bác Tích nữa, cho vợ chồng anh chị ra ngoài đảo để hát hồ các tỷ phú. Mà nếu như tỷ phú nào mà không thích Ả Đào thì đã có remix Hồng Hồng Tuyệt Tuyệt nỉ. Mới ngày nào còn chưa biết cái chị tình tình. Lên lóc nhà là bắt con gà. Mẫu ở đâu nào, mẫu ở đâu? Mẫu ở đây là mẫu ở đây. Ở chỗ nào là ở chỗ nào? Ở chỗ này là ở chỗ này. Thôi. Cho em xin, em biết hả anh chị hạt hay rồi. Nhưng mà từ nãy giờ em đau đầu quá. Khổ quá nhưng mà chị vẫn phải thử như thế. Để cô biết rằng cái tài nghệ của anh chị nó là đủ món. Cô cứ nói khéo với chú Đoành với bác Tích, cho vợ chồng anh chị ra ngoài đảo để phục vụ các tỷ phú. Còn nói thật với cô biết, cứ đi khóc đám ma, nó đồng ra đồng vào nó rất là kém. Mà thậm chí có khi là không được đồng nào, khổ vô cùng mà em mất hết cả sức cô ạ. Rồi, thôi được rồi, để chờ anh Đoanh về, tôi nói khéo với anh Đoanh xem lắng. Dạ, tốt quá ạ. Mà chồng em về đấy đây này, có chỉ hai anh chị ra trình bày với chồng em. Em định xin chồng em mở cái bắp để bán trà đá ngoài kia, mà xin mãi chồng em còn chưa làm được đấy này. Đi ra trình bày với chú Đoanh nhanh lên, chú về rồi. Chồng về đó đấy à? Chào các thùng thẳng nhá. Chào chú Đoanh. Này, thế vợ ơi. Dạ. Chứ đã tuyển được cô đào hát rồi chưa? Giờ cái bọn trẻ toàn hát nhạc Tây, nhạc Tàu không à. Không ai hát nhạc đào cả. Đấy này, có vợ chồng bạc thùng thằng đấy này. Hát hay cực, có chồng coi thử là cô duyệt được không? Này, chị hát thử chú nghe nhá. Thế, hai bác có biết ngoại ngữ không? Cụ thể là tiếng gì hả chú? Ví dụ như là tiếng Tây Ban Nha này,
tiếng Na Uy này, tiếng UEA này, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ này, tiếng gì cũng phải biết. Ôi giời ơi, Tuyển con hát thì chị còn được nhờ, chứ chú đố mẹo thế thì anh chị chịu. Thế Tuyển hát làm gì? Anh nhìn vào mắt chú anh biết, em già rồi, không còn đủ tuổi đi hát đâu. Thầy già con hát trẻ, U50 rồi, đi về. Ôi thế lại đi về à? Đi về hát lắm à. Ôi hôi chú Đoành ơi, vợ chồng chị chào chú đi về hát tiếp đam mê mà. Em đã đầu tư cả buổi chiều luôn trong ạ. Trời ạ, hai ông bà đi già rồi thì Tuyển làm cái gì? Chà trời, ai mà biết được. Thôi đi, bây giờ đi vào lấy cho anh 10 thùng thạch để cho thằng Tích nó bán cho bọn Tây. Đi nhanh lên. Bảo bía không cháu? Lấy cả hai thùng nữa, đi. Chú Đoành. Hả? Con chào chú. À xin chào. À hai vợ chồng con vừa cưới nhau xong, hai đứa đang tính là thuê của chú một cái bungalow để đi nghỉ dưỡng tuần trăng mật. Mà con hỏi bác Tích ấy, thì bác Tích bảo rằng cứ đăng ký với cụ Đoành. Thì đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ vợ chồng mày mới đăng ký thì đến bao giờ mới có phòng để ở? 10 năm nữa. Cháu nghe bảo vẫn còn phòng đấu giá nghỉ dưỡng mà chú. Thì còn 5 phòng đấu giá đấy, nhưng mà bọn tỷ phú thế giới nó đấu hết rồi. Nó vừa đấu thành công là 50.000 đô một phòng. Thế vợ chồng mày có đấu được 50.000 không thì ra đấy mà nghỉ tuần trăng mật. 50.000 là hơn 1 tỷ đấy, anh có chiều em được không? Ấy hay là chú tạo điều kiện cho vợ chồng con lượn ra đó, chụp ảnh cái xong rồi chúng con về. Mình nhỉ? Lượn ra đấy rồi về thì lượn ra làm gì nữa? Thôi tóm lại là anh có 50.000 đô không? Nếu thế thì anh chịu thua rồi vợ, mình về thôi. Thế mà lúc nào anh cũng nổ, anh là tỷ phú, em thích gì thì anh cũng chiều. Anh là tỷ phú thật mà, nhưng mà anh chỉ là tỷ phú nội địa thôi, so bì làm sao được bọn tỷ phú thế giới kia. Thế mà lúc nào cũng đòi đu trên với bọn tỷ phú thế giới. Tóm lại là đi về, hưởng tuần cho mặt ở nhà nghỉ, đi. Mẹ vô đây chứ, lại có cả tỷ phú nội địa với cả tỷ phú quốc tế. Cụ há mồm, há to, ngửa mặt. Nào, cụ sơi tiếp một con đông trùng hạ thảo tỉ mốt này đi nhé, cho nó chênh vênh, để mà lấy sức kéo cho nông nghiệp. Thích rồi. Cụ nãy giờ không? Anh đút vào mồm tôi à? 4 con đông trùng hạ thảo, tương đương khoảng 4.4 tỷ, 4.5 tỷ bạc. Ngang với đưa mồm cái biệt thự hạng sang ấy. Cụ này, con thở được ngày nào ấy, thì bao nhiêu sơn hào hải vị là mình phải tống hết vào miệng. Chứ không sau này lên thiên đàng là không có cái gì để mà cho vào miệng nữa. Cái đuôi ấy bùi thật đấy, càng nhai càng bùi. Thiếp này. Dạ. Quỳ lên. Mở cái cháp này ra. Rồi. Bây giờ như thế này nhá. Thiếp lấy cho ta 3 cục ở đây. Không lấy cái cục đấy nhá. Lấy cái cục màu xanh xanh như kìa. Mấy cái cục đấy lát có việc nhá. Đây ạ. Đây. Rồi. Qua cho thiếp một cục. Thiếp xin ạ. Đây, cục của thiếp đây. Thiếp tạm ơn tể tướng ạ. Còn cái này là của thiếp nhé. Dạ, thiếp tạm ơn tể tướng ạ. Bây giờ như thế này nhá, thiếp. Đi về nhà đi, không thằng chồng nó ghen nhá. Mà này, nghe ta hỏi đây. Thế thiếp có muốn làm việc ở đây tiếp không? Dạ, có chứ ạ. Dạ, thưa tể tướng, làm việc ở Adao Z một ngày bằng làm việc ở hạ giới một năm. Dạ, tể tướng cứ cho thiếp gắn bó ở đây ạ. Thế bây giờ như thế này nhá. Thiếp về bảo thằng chồng thiếp ý, nó làm cái đơn tình nguyện nhé.
là đồng ý để cho thiếp ở đây phục vụ ta lâu dài. Nhớ chưa? Dạ, thiếp nhớ rồi ạ. Rồi, thế bây giờ thì thiếp về đi. Dạ, thế thiếp xin phép ạ. Nửa đêm thiếp lại đến du tể tướng ngủ ạ. Này, ra cái nhà điều hành, vẫn cái phòng hôm nọ. Dạ, vâng ạ. Thiếp xin phép ạ. Đây, đưa tay đi. Thôi về đi. Này Tích ơi, hay tao tính như này. Tao gạo cụ bà thôi dẹp vô cái quán tạp hóa đi. Ra đi học hát ở đào, xong phục vụ như mấy cô này này. Chứ bán hàng vất vả lắm. Yên tâm, cụ bà trông cái thôi nhưng mà vẫn nó vẫn sạch được cả lắm. Không được nha. Tính cụ thì đã hay ghen rồi. Chỗ làm của con ở đây thì nó lành mạnh thôi, nhưng mà nó rất nhạy cảm nhé. Ở đâu đó nó vẫn còn một vài khóc khuất không được. Dạ thưa tể tướng. Hả? Có sự muốn gặp ạ. Thằng Sự hả? Vâng ạ. Tể tướng biết ngay là thế nào cái thằng ấy nó cũng vác mặt lên đây. Mày giải nó lên đây cho tao nhé. Vâng. Nhanh lên. Tích ơi, tích. Lão Sự lão đến ấy, có khi tao trốn vào trong nhà vệ sinh, lúc nào nó về mày gọi tao. Chứ còn ngồi đây nó bảo trưởng thôn ăn chơi sa đọa này chết dần. Ồ hay. Sao cụ lại phải trốn vào trong toilet cho nó hèn con người đi. Thật lúc mà nó đi mày gọi nhá. Thôi được rồi, cũng vào đi. Ừ nhá. Bạn ạ. Cần gì trình bày đi. Úi dồi, bạn hôm nay ăn uống đạm bạc quá. Này, hay là để tôi bảo chúng nó ship cho bạn bảo ngư cá ngừ để bạn uống rượu. Chứ ai lại uống rượu với nhộng tầm thế này. Ai bảo với ông đây là nhộng tầm à? Cái miệng sang trọng này của tôi mà phải ăn những cái thứ xúc sinh như thế à? Đây là đông trùng hạ thảo sống ở trên đỉnh Everest nhá. Loại này được phát triển từ ấu trùng hóa thạch 5 triệu năm mới có được một con như thế này đấy nhé. Thế thì đắt lắm nhỉ. Này, bạn mua ở đâu đấy? Mua là mua thế nào? Thằng Jack Ma nó thấy đợt này tôi hơi yếu nên nó biếu cho nửa tạ để bồi dưỡng. À bạn ơi, này, hay là bạn để cho tôi mấy lạng, cụ thể là 3 lạng đi. Hết bao nhiêu tôi gửi. Cái mõm nhôm như của ông không xứng đáng để ăn những cái thứ sơn hào hải vị như thế này nhá. Vẫn ông có biết bao tiền một lạng không? 1 triệu đô của người ta đấy nhá, mà tôi chỉ bán cân thôi nhá. Thế thì chịu rồi. Ông đã chênh vênh chưa? Chênh vênh. Này thế hôm nay bạn không tiếp khách à? Là không tiếp khách. Thằng Elon Musk nó vừa ngồi ở đây xong nó đi về đấy. Mà này, ông đến đây có việc gì? Nói luôn đi. À, chả là mới biết bạn có khu vui chơi giải trí ả đào từ A đến Z, nổi tiếng thế giới. Bạn này, thế ưu tiên rút cho mình mấy suất vào trải nghiệm tí. Này, tôi bây giờ là tôi cũng mở dịch vụ để cho người mình đấy. Nhớ, ông bảo mấy thằng có tiền đến mà đăng ký đi. Nhá. Tôi hỏi rồi. Nhưng mà chúng nó bảo là nó phải xếp hàng 5 năm mới được bốc thăm. 5 năm mà bốc thăm nhỡ trượt cái thì này, mất 5 năm nữa là 10 năm. Bây giờ mình có tuổi rồi. 10 năm nữa đến này, trên bảo dưới đếch nghe, phí tiền. Này, thằng Jack Ma nhá, Elon Musk nhá, thằng Barros nhá, chúng nó là tỷ phú giàu nhất thế giới mà nó đang còn phải xếp hàng chưa đến lượt kia kìa. Nhá, các ông phải học cái thói quen xếp hàng đi cho con người nó văn minh lên nhá. Dạ. Thưa tể tướng, có ngài Elon Musk gọi ạ. Cái gì? Musk nó gọi hả? À vâng ạ. Alo, Musk hả? Alo. Chắc nó gọi máy kia, nhiều máy quá được lẫn. Alo, hello Musk à. Alo. Alo, ôi anh, nó gọi máy nào thế hả? Dạ, ngài gọi máy này ạ. Ô, nó
không phải bóng vệ tinh à? Kinh nhỉ. Đưa đi, đưa, tao nghe. Nối máy chưa? Rồi ạ. Hello, Mus. Ngài bảo vâng ạ. Thế à? Có việc gì đấy hả em? Ngài bảo là vẫn có nhu cầu muốn canh ti cái Adao Resort với tể tướng ạ. Canh ti Adao Resort của anh à? Dạ. Này, Mus này, anh nói luôn với Mus nhá. Anh đầu tư vào cái resort này nó chỉ vài tỷ đô thôi. Thế nhưng mà anh không thích canh ti với thằng nào cả nhá. Không chung chạ gì, nó rất phức tạp làm ăn chung nhá. Anh thích ý là riêng rẽ khỏe ăn thôi nhá. Nhá, này, thôi, không nói chuyện công việc nữa. Mất rồi, bây giờ như thế này nhá. Giác Ma nó đang rủ anh sang Macau để đánh bạc nhá. Chú có rảnh không? Ngài bảo là tuyệt vời, còn chân không? còn thế đi nhất này. Nhớ mang theo vài trăm triệu đô đi chơi cho nó chênh vênh. Hả? Nhá. Ngài bảo là có Z không? Hả? Z à? Z. Ả Đào. Yên tâm, anh sẽ ship Ả Đào sang đấy cho chú nhá. Thế nhá. Rồi, chào em. Nó bảo sao? Ngài bảo là bye bye, see you again. Là cái gì? Dạ, hẹn gặp lại. Làm sao mình phải nói luôn tiếng Việt? Nó đã nói tiếng Anh như vậy lại cũng nói tiếng bố thì nó biết. Dạ. Thôi rồi, cất máy đi. Dạ. Lão thế đi. Thôi đây, cúp máy đi. Thế nhá. Rồi anh chào em, anh mắng được nhân viên. Thưa tể tướng, bây giờ con chuẩn bị cho tể tướng nửa tỷ đô có đủ không ạ? Nửa tỷ đô là bao nhiêu tiền? Dạ, con không biết ạ. Ông sự, nửa tỷ đô là bao nhiêu tiền? Nói. Số tiền nhiều quá, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. À, quên. Tôi lại quên mất là ông là thằng không có tiền. Nửa tỷ đô ấy, nó rơi vào quãng khoảng 12.500 tỷ, hiểu chưa? Này, dạ. Lần trước là tao thua bao nhiêu? 7.000 ạ. Thua 7.000 à? Vâng. Thôi được rồi, lần này cứ mang đi nửa tỷ đô đi cho nó chắc. Dạo này tao đánh bạc là đen lắm, nhá. Dạ, con chuẩn bị luôn ạ. Rồi, bây giờ như thế này nhá. Hai thiếp tháp tùng tể tướng, ta lên đường sang Macau kéo nhị. Quên nữa, lên đường sang Macau đánh bài, được không? Vâng ạ. Tốt. Ngoài kia ông này, còn đứng đấy làm gì? Về, nhanh. Chào bạn. Đi về, nhanh. Hỗn, lóng, mất rầy. Dạ. Dạ. Rồi nếu gặp không thể không làm em quay trở lại, khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đây mơ mơ. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Có nhớ những lúc ta gần nhau, giờ người tìm kiếm những đắm đuối sao hòa với đời. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi, lao đao trong dòng nước cuốn. Em ơi em còn ước muốn trở về đây như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu có dẫn chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho anh bao ngày liên tiếp em xa anh rồi. À, các đại gia có muốn giờ gơn chúng em phục vụ thêm một bài nữa không ạ? Tiếp chứ, tiếp chứ. Lùi đi, quay tiếp đi. Này, Hiền Sâm. Dạ. Lên tiếp cho các em làm vài bài nữa đang vui không nè. Vâng, thưa sếp. Các thiếp buồn cười thật đấy. Đã ký hợp đồng với Adao Z Resort rồi, sao lại vẫn còn đi chạy sâu trộm thế này? Tể tướng mà biết được ấy là mỗi thiếp thiệt hại cả tỷ đồng đấy. Chị ơi, sâu này bọn em đã chốt nhận trước rồi. Bây giờ bọn em đi luôn đây ạ. Ca sĩ người đẹp và Mỹ Hạnh ơi. Này, người đẹp vui. Quẩy cho bọn anh vài bài múa bụng đi. Bọn anh không bao giờ để người đẹp thiệt đâu nhé.
Đại chủ thầu thông cảm. Từ nay chúng tôi không mua vui cho các anh được nữa rồi. Các em. Sao thế? Đi đâu đấy? Người hết à? Sao lại về em ơi? Đi hết à? Sao lại về? Vẫn còn tiền chưa phát mà. Quay lại đây. Ui dồi. Ui dồi. Đi thật à? Để cho nó về. Không biết. Cái bọn này không bao giờ ông gọi bọn mày nữa nhá. Không bao giờ gọi nữa nhá. Này. Thế cái vụ A Đao Z Siri sọt đây là ông xử lý đến đâu rồi? Phải công nhận Trà Tích rắn thật. Sao? Mình nói như thế, nịnh như thế mà nó vẫn không suy nhê. Sao thế? Đấy. Các bố cứ chê là Tích nát đi nhá. Không hiểu đâu, mọi tiền đâu ra, kiếm tiền đâu ra mà nó nhiều đến như thế. Này mỗi một ngày nhá, nó đút vào mồm nó hàng triệu đô đông trùng hạ thảo. Triệu đô. Ừ. Không hiểu ở ngoài đấy có cái quái gì mà cánh tỷ phú thế giới lao đến như con thiêu thân đấy nhỉ? Úi trời, bọn tỷ phú nó đánh giá ở chỗ Trà Tích ấy, là rất thân thiện với môi trường. Đây, mỗi một khách ấy, gối đầu một em, nghe ả đào thâu đêm suốt sáng, lại được phục vụ từ A đến Z. Cấm nhá, cấm ra đấy đi nhá, nghiêm cấm luôn. Mà cái điều mà độc đáo nhất ở chỗ Trà Tích ấy, là cái văn hóa phi vật thể khiến cái bọn tỷ phú thế giới rất thích. Công nhận, các cụ ngày xưa thời phong kiến, trời khét thật đấy nhá. Đến cua đầu, nghe hát ả đào cả ngày luôn. Mà mình ấy, là người có tiền, mà lại là dân bản địa, mà mình không ra đấy chơi được thì nhục. Quá nhục. Sao? Căng. Sao mà căng? Vì Trà Tích ấy, không bán dịch vụ cho người mình. Sao thế nhỉ? Sao thế nhỉ? Này, thế sao bảo ông Sự mua được thằng Cha Đoành bằng tiền? Ông đã chạy cửa thằng Đoành chưa? Chạy chưa? Nhỉ, tí nó thì quyền bố cửa cụ Đoành. Thế thì ông đi lo luôn đi. Còn tiền ấy, tôi lo. Hả? Trèo đó là một cái bộ môn nghệ thuật cũng rất là khó. Chúng ta hát phải đẩy hơi khỏe, rõ ràng ra và tròn vành rõ chữ. Các em đã nghe rõ chưa? Và chúng ta hát chúng ta phải mở khẩu hình to rõ ràng ấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào bài học nhé. Đào liễu hai ba, đào liễu ý có một ý mình nghĩ. Em đi đâu ơi cô nàng ơi, đào liễu có một ý mình ấy kìa, hai vai đang còn gánh nặng mà để nhật trình, nhật đi trình đường xa dẫu mà dẫu. Sao lại dạy các thiếp hát trèo thế này? Chị ơi, tể tướng nói với em, bài đào liễu cũng là hát ả đào chị ạ. Cứ bài nào mà có chữ đào đều là hát ả đào hết chị ạ. Ừ thôi, tể tướng đã nói như thế thì mình cứ thi hành thế thôi. Dạ. Thế con Tiên nhà chị nó có hát được không? Cháu Tiên nhà chị đúng là con nhà nòi, vừa xinh lại còn hát hay. Cứ cất giọng hát lên là nghe rất truyền cảm chị ạ. Tiên, hát cho mẹ nghe đi con. Con hát, mẹ không được chê con đâu đấy. Con cứ hát đi. Đào liễu hai ba, đào liễu ý có một ý mình nhỉ. Em đi đâu ơi cô nàng ơi, đào liễu có một ý mình ấy kìa, hai vai đang còn gánh nặng mà để nhật trình, nhật đi trình đường xa dẫu mà nghỉ. Tấm áo sầu thì em. Này, có cái đứa nào mà nghe giọng lanh lảnh hay thế nhỉ? Dạ, các thiếp chào tể tướng ạ. Tể tướng chào các thiếp. Chào tể tướng. Giới thiệu với tể tướng, đây là con gái của thiếp đấy ạ. Cháu chào tể tướng ạ. Chào con gái. Cháu thấy mẹ cháu ca ngợi tể tướng lắm ạ. Khi nào cháu học xong, tể tướng cho cháu làm lễ tân để được giao lưu với các tỷ phú thế giới bác nhá. Rồi, con cứ chịu khó học đi nhá. Sau này con sẽ trở thành tỷ phú nhá. Lúc ấy thì tất cả bọn tỷ phú trên thế giới này nó phải xếp lịch để gặp con, chứ con không cần phải gặp chúng nó. Tốt nhá. Thôi cảm ơn các thiếp. Các thiếp đi vào đi để ta còn chuẩn bị tiếp khách nhá.
Rồi. Vui đáo để nhé. Này, nhìn cái con bé nhà nàng trông nó cứ mơn mởn mà trong sáng như tờ giấy trắng, sao lại cho nó vào đây? Nhỡ xảy ra chuyện gì là hỏng hết đại cục đấy. Dạ, con gái thiếp nó mê hát ả đào. Nó thấy thiếp và cô Ngọc Anh dạy hát ả đào, nó cứ nặng nặc đòi đi theo để học đấy ạ. Học thì tốt thôi, nhưng mà này, cấm không được đưa nó ra resort để tiếp khách, nhớ chưa? Nhá, không chẳng may mà gặp mấy cái thằng yêu dâu xanh mà nó thiếu kinh nghiệm là hỏng hết việc đấy, nhớ chưa? Dạ dạ. À mà này, dạo này cái cánh thằng Sự với cánh thằng Hải bao tải nó có bắt nàng hát không đấy? Dạ có, nhưng tể tướng yên tâm, thiếp đã phong tỏa hết các ca sĩ vùng này rồi. Tốt, nàng cứ chịu khó như thế là tốt nha. Này, tháng này ta sẽ thưởng cho nàng 1 tỷ nhá. Dạ cảm ơn tể tướng. Rồi. Dạ. Cú đoành, cú đoành. Đoành, cú. Úi trời. Này bác Sự. Cái gì? Ông vừa gọi là cú đấy. Hả? Cú cái gì? Tôi là gọi là cụ thằng Tích ấy. Nếu mà xét về mặt lịch sự ấy, là ông cũng phải gọi tôi bằng cụ vì ông thông gia với nó. Cú Sự hiểu không? Khổ quan mà chú nó cụ Tích, cụ gì với anh? Cú đoành, vả vẩn. Thôi. Này, tóm lại cái việc anh nhờ chú giải quyết đến đâu rồi? Căng lắm, tình hình là rất tình hình. Căng à? Căng thì cho nó trùng xuống, có cái gì đâu. Này, bác định rút phong bì bác đút lót em đúng không? À, bác cất ngay phong bì đi. Bác mà đút lót em lần nữa là em đánh chú bác đâu. Nói trước ấy. Chịu bỏ đi, có gì đút lót. 1 triệu có đút lót à? 500 bạc đã thưa quý tòa rồi nhá. Em khiếp lắm, bác cất đi mặc tiếng lắm. Ở đây có đứa cãi đâu, khiếp. Em là em khiếp chính bác ấy. Bây giờ bác đưa cho em 1 triệu. Để xong mai bác ấy đi rêu rao nó. Hôm qua thằng Đoành nó vừa ngậm của tôi 1 triệu. Mắc tiếng. Anh hiểu. Bây giờ thế này nhá. Thì cứ coi như là anh vay của chú 1 triệu. Và bây giờ anh đến anh trả nợ. Được chưa? Nếu bác trả nợ thì được. Vợ ơi. Dạ. Dạ nhờ cái. Nắng rồi cháu. Này. Bác Sự bác ấy vay anh 1 triệu. Đấy, bây giờ bác ấy mang bác ấy trả nợ. Em quay cho anh cái cảnh để anh làm tư liệu bác Sự bác trả nợ vợ chồng mình. Vậy à? Rồi, ok chứ. Rồi anh. Trả nợ đi. Thế này chú Đoàn nhá. Trước đây anh có vay của chú 1 triệu. Bây giờ anh xin trả lại chú. Vâng, em xin. Thế nhưng mà bác vay thì trả bằng tiền chứ ai trả bằng phong bì này mang tiếng ấy. Được rồi. Bác cất đi phòng bì mà đi đút lót. Bác cứ đút lót rồi quen. Thôi cắt đi. Ok chưa chứ? Ok. Bây giờ này nhá bác Sự nhá. Tức là ngày mai thì nó có một cái đoàn tỷ phú bên thể thao. Đấy, nó đến đây nó ở thì gồm có cái thằng Beckham này. Beckham. Thằng Ronaldo này. Ronaldo. Thằng Messi này. Messi. Với đội Real Madrid. À đúng rồi, mấy cả mấy thằng cầu thủ ở Real Madrid. Tức là ngày mai nó sang nó nghỉ. Thế nhưng mà cái máy bay của nó bị delay mất 12 tiếng. Đấy, nếu mà các bác thích ý, thì em ăn trộm 12 tiếng của chúng nó để cho các bác. Ui, thế tốt quá, chú trộm luôn cho anh. Trộn luôn nhá. Để chú giúp anh chứ không. Cứ mà không anh đối mặt với cái đám đại nhà thầu Hải bao tải ấy. Đây, nói là đi nghỉ trộm ấy thôi. Nhưng mà giá là chát ấy. Các bác có gồng được không? Ủa, thì cái tầm này thì chát cay chua ngọt anh sợ hết nhá. Tóm lại chú cho anh con số đi. Thì thằng Tích nó bảo với em là thôi lấy giá hữu nghị là 800 triệu một đầu người. Đấy bác cân thì bác cân 800 triệu phòng. Vâng. Ok luôn. Chú chóa 800 triệu. Ok luôn. Đúng. Con đầm Mỹ Hạnh đâu? Con me tây Mỹ Hạnh đâu? Trả con cho tao. Con ơi. Tiền ơi. Tiền. Ơ kìa bố. Bố. Sao bố lại say rồi? Say đi ông ơi, say. Sao bố đến lớp con làm say gì? Say đâu mà say. Có chuyện gì thế anh? Kìa, Tiên.
bố con làm sao thế? Bố con bị say ấy cô ạ. Hai con cô giáo này. Xê ra! Ai? Ai cho con đến chỗ này? Mẹ con đã đi làm me tây rồi. Con không thể đi theo vết xe đổ ấy được. Bố xin con về đi con. Con nói với bố rồi mà. Con thích hát, con đam mê hát ả đào. Con đến đây học thì có gì sai đâu ạ. Bố ra! Mày là giờ cái giọng con mẹ mày hay nói với bố đúng không? Không ai thương tôi nữa. Không ai cần tôi nữa. Tôi đi xin. Kìa, Tiên, cản bố con lại đi. Nguy hiểm quá. Bố con dọa đây cô ạ. Ngày nào mà bố chả thế. Dọa? Chúng mày bảo tao dọa? Để tao làm cho chúng mày xem. Người à, tao sẽ phi xuống biển đó hy sinh để thuyền một bên và em một bên. Hôm nay ông chết ở trong bắp, ông xóa ở trong bắp, ông khóc ở trong bắp. Chết ở dưới biển như thế này thì lạnh lắm ông Hà Bá nhỉ. Thôi, con đưa bố con về đi, lúc khác học con ạ. Dạ, con xin phép cô ạ. Hôm sau cô lại dạy con tiếp nhá. Ừ. Bố, con đưa bố về nhá. Cái gì? Con đưa bố về nhá. Con nghe lời bố. Thế là, thế thì bố sống lại rồi. Thế thì đêm nay bố lại không chết ở trong bắp, không xóa ở trong bắp, không khóc ở trong bắp. Hôm nay không chết ở trong bắp, không xóa ở trong bắp. Chúng mày ơi! Dạ! Dạ! Ra nhận hàng cho cụ. Dạ. Nhận hàng cho cụ đi. Một này, hai này, ba này. Dạ, xin chào ba ngài ạ. Mời ba ngài xuống xe. Cô ơi, thế là tổng con nhận của, thêm của cụ là ba hàng. Ừ. Tổng năm nhá. Ừ đúng rồi. Cụ ký con cái. Ừ đây đây. Này ông Sư ơi, nó tập kết mình ở đâu ấy nhỉ? Ồ, đúng cái chỗ mà anh em mình đấu giá đất trượt. Thế à? Sao nó lại đưa mình đi lòng vòng thế nhỉ? Dạ, mời ba ngài tập trung vào đây ạ. Chào mừng ba ngài đã đến với Adao Z Resort. Xin phép được làm quen với ba ngài ạ. Dạ, ngài ngài công sự thì biết rồi ạ. Dạ, xin được biết quý danh của ngài ạ. Hamata. Bác sĩ ơi, lại có cả người Nhật ở đây à? Watashi Hamata. Mày nói gì cơ? Đấy thì hiện ngay nguyên hình Nhật giả kể. Bác đến tận đây thì mới còn đùa em. Dạ, thế còn ngài ạ? Mình là Hiển Sâm. À, ngài Hiển Sâm ạ. Dạ, xin chào ba ngài. Dạ, bây giờ tiếp theo là đến thủ tục nhận phòng ạ. Mon lại của ngài công sự. Của bác ạ. Dạ, của bác ạ. Dạ, Galaxy là của ngài Hiển Sâm ạ. Ui, mà phải công nhận là số của ngài Hiển Sâm rất là son. Bungalow Galaxy vừa tuyển được một em hoa hậu dân tộc các thế giới. Phải nói là đẹp, phải nói là rất đẹp. Thế à? Dạ. Úi dồi, sếp ơi, số em ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Nhìn may quá sếp ạ. Ông ạ, ở hiền gặp lành không ạ? Dạ, bây giờ là mời ba ngài đến với thủ tục check in ạ. Mời quý khách xếp biển ngay ngắn để chúng tôi chụp check in số phòng ạ. Nào, tất cả nhìn vào đây nhá. Kìa, bác sĩ tập trung vào. Rồi, nhìn vào đây nhá. Khổ quá, nhìn những người bên cạnh mà xếp. Đây này. Đấy. Rồi, nhìn vào đây nhá, tất cả nhìn vào nào. 1, 2, 3, một cái lưỡi nó chắc này. 1, 2, 3. Rồi, được rồi, nào, cầm điện thoại đấy. Dạ, rất hạnh được phục vụ quý khách ạ. Dạ, mời quý khách vào phòng chờ ạ.
Mời ngài ạ. Tớ biết thủ tục rồi. Anh em chúng ta vào phòng chờ. Vào thôi. Chết cha mày. Con này của tôi là 121 mà chú 120 là anh hơn chú 10 nhá. Ôi ơi, mày chết với bố mày. Thế là tôi có 121 hòa nhá. Có to không? Bé hơn còn lúc trước ạ. Tiền sử bố bọn nó ở đây nuôi muỗi xuất khẩu hay sao mà lắm thế chứ. Đốt ngứa ngáy khắp cả người ông ạ. Đừng im ở đây nha. Các ông vào đây làm gì? Ra ngoài kia đi. Ở đây không trời đâu, muỗi lắm. Ra bây giờ lộ đấy. Đề nghị các ngài trật tự, muỗi có đốt ấy thì vẫn phải chịu, không được hoe. Đợi tôi làm lệnh xong ấy, tôi cho xuất bến. Ông Sơ này à? Mình là người có tiền, sao phải chui lủi thế này như thằng ăn trộm ấy. Mình đang ăn trộm thời gian của bọn tỷ phú thế giới đấy. Ông hiểu chưa? Này ông Sự ạ, chơi kiểu này tôi có thấy nó sai sai thế nào ấy. Có khi các ông cho tôi xin rút ra khỏi vụ này. Rút á? Rút là ông mất ngót tỷ đấy. Rõ ràng là chúng ta đang đi ăn trộm còn gì nữa. Ông thấy sai sai là đúng rồi. Này ông Hải này, đời tôi tủ bé giờ phải đi ăn trộm lần đầu. Này ông Hải bao tải này, tôi hỏi nhé. Nếu mà đi ăn trộm cái kiểu này, nếu chẳng may mình bị bắt ấy, họ xử mình vào cái khoản mấy nhỉ? Nó cũng loanh quanh đâu khoản 1. Khoản 1 à? Khoản 1. Mỗi thằng 800 triệu, 5840, 4 tỷ thì nó phải rơi vào khoản 5 nhá. Ôi giời ơi. Các ngài mất trật tự quá. Bây giờ nhá, tất cả chúng ta sẽ phải vươn khơi trong im lặng. Bây giờ mà lộ ra nhá thì hỏng hết đại sự. Các ngài hiểu chưa? Rồi. Chúng mày đâu? Dạ. Chuyển ha. Dạ. Mời các ngài ra du thuyền ạ. Ấy, dạ không phải thế ạ. Dạ. Mời các ngài lên ngựa ạ. Ai chà. Ê, Sư ơi. Dịch vụ ở đây cũng ổn phết đấy nhỉ. Hay đấy. Thế thì cái bọn tỷ phú thế giới nó mới đến đây chứ không có mỏ đến đây để mãn bả. Nhá. Chúng mày đâu? Dạ. Đi nước kiệu. Dạ. Tiếp theo đây thì mời các ngài xuống du thuyền ạ. Xuống cái này á? Trật tự lộ. Mời các ngài ạ. Mời các ngài ạ. Mời các ngài ạ. Mời ngài ạ. Dạ. Mời các ngài. Mời ngài ạ. Kinh quá không ạ? Ôi trời ơi. Này, ông có biết bơi không? Tôi không biết bơi. Tôi thì có khác gì không? Cái thuyền này mà bây giờ nó chìm là bỏ mẹ đấy. Này, có khi cái khoản năm nó lại nằm ở đúng cái thuyền của mình không ạ? Này, ông Sư ơi. Hợp đồng như lịch trình là nó phải đưa mình ra bằng du thuyền. Cái quái này nó cho mình đi cái thứ thổ tả này à? Cô. Dạ. Này, rõ ràng trong hợp đồng nhá, chúng ông mày đóng tiền để đi du thuyền. Thế tại sao mày cho chúng ông mày ngồi đến cái thổ tả này? Sao? Dạ, thưa các bố, thế bây giờ các bố ngồi lên cái thuyền này, xong mấy cái thằng này ấy, nó sẽ du các bố ra ngoài đảo để hưởng lạc từ A đến Z nhá. Thế hỏi các bố, đấy không phải du thuyền thì là du gì? Ai? Mấy ông tỷ phú thế giới ấy, khi được ngồi lên cái du thuyền này ấy, người ta còn khen là thân thiện với môi trường, xong còn vỗ tay bồm bột thế này này. Vỗ tay vỗ chân cái gì? Cẩy. Mất trật tự. Chúng mày đâu? Có. Đi thẳng lại. Này, mày đừng có bỏ hộn nhá.
láo rồi mất dạy. Chúng mày đâu? Du thuyền ra đảo. Các ngài đi du thuyền thượng lộ bình an à. Chào sếp, tôi chào đại tướng. Rồi, chào các thiếp. Bây giờ các thiếp vào chỉnh trang đi để còn đón khách nhé. Vâng ạ. Lạ nhờ. Độc đáo. Dạ. Có lẽ để tướng ạ. Rồi. Nhưng mà khó hiểu. Khó hiểu quá. Lạ nhờ. Độc đáo. Ôi không thích. Xin chào. Lùi lại. Đề nghị các ông tuân thủ nội quy. Con. Dạ. Bảo khách họ vái đi, không ngài vật đấy nhá. Dạ, tể tướng yên tâm. Con đã cho khách học nội quy rồi ạ. Ừ. Dạ. Mời các ngài ạ. Xin chào tể tướng ạ. Chào tể tướng. Chào tể tướng. Ừ. Con bây giờ các ngài trật tự để tể tướng tôi có lời chào. Xin chào đón các quý vị đã đến với Adalgesi Resort. Tuy nhiên, tôi không hoan nghênh quý vị đến với nơi này bởi vì đẳng cấp của các ngài không xứng đáng được ở nơi đây nhé. Chết ông Tinh ơi, này, mình toàn là chỗ anh em thân thiết cả. Trật tự. Chính vì tôi nể ông cụ Đoành nhà tôi nên tôi mới cho các ngài có một cơ hội duy nhất trong cuộc đời để các ngài có thể sáng mắt ra ở nơi này nhé. Ở nơi đây không dễ gì mà những tỷ phú top 20 hàng đầu thế giới phải khao khát, phải săn lùng, phải ước mơ để chỉ được có một lần duy nhất trong đời được ngả lưng ở chốn này nhé. Thôi bây giờ như thế này nhé. Mời quý vị bốc thăm để chọn bungalow và chọn đào nhé. Dạ. Thưa tể tướng, thế bây giờ là cho các ngài đây hưởng cái gói dịch vụ của tỷ phú top bao nhiêu thế giới ạ? Xem nào. Nhìn ở đây thì cũng đa phần toàn người làng thôi. Thế nên là mình cứ đối xử với lại các vị ở đây cũng ngang với top 10 của thế giới cho nó tử tế nhé. Thế còn đông trùng hạ thảo thì cho ăn con 1 tỷ mốt hay là 800 triệu ạ? Cái này nói nhỏ thế, lại đấy. Riêng ông Sự ấy thì tặng cho ông ấy một cái con tỷ mốt cho nó sang nhá. Còn bọn kia thì xé vé đồng hạng. Ừ, thế nữa. Thế lý, mình là tỷ phú. Tiếp theo đây, mời các ngài vào chọn đào, hút cháo bào ngư, uống nước cam được trồng ở trên sao Hỏa và ăn đông trùng hạ thảo tươi trị giá 800 triệu. Chậm lên, không ai nói gì nữa. Chú ấy đâu? Dạ. Đưa các ngài vào lều điều hành, chọn đào. Không, lên. Ngày đấy, cho mình ăn hoạt động và làm hết. Anh xin tự giới thiệu, anh là tỷ phú công sự. Còn em? Dạ, em là Ả Đào Thúy Nga. Ôi dồi, mày quá, anh để bốc phải. Bốc được em chứ không bốc phải cái Đào Mỹ Hạnh. Sao anh lại không thích chị Hạnh à?
chị Hạnh là ả đào chúa ở đây đấy ạ. Nó vợ thằng Hiệp cả. Thợ nề làm thuê cho anh. Mà người ta bảo rồi, con thầy vợ bạn gái cơ quan, đụng vào ba cái thứ ấy đèn lắm. Anh là vui tính quá nhờ. Tao vào việc luôn rồi. Kìa anh, làm gì mà như hổ đói thế. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đằng nào đêm nay em cũng là của mình rồi. Ừ nhỉ, thế mày không nghĩ ra. Mình nằm xuống đây nhá, em hát cho mình nghe, không lại phạm quy mất. Nào. Mình nằm xuống đây, mình nằm xuống chân em. Em hát cho mình nghe nhá. Hồng, hồng, tuyết, tuyết. Hôm nay với cá nhân tôi thì xảy ra một cái tai nạn. Rồi, cái tai nạn thì nó cũng tương đối nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến xương. Đấy, nhưng mà tôi vẫn quyết định và quyết tâm hoàn thành phim Đại Gia Trên Đất cho đến những cảnh cuối cùng. Yeah.